Đền Thượng được đặt trên đỉnh núi Hùng, thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tương truyền rằng thời Hùng Vương, vua Hùng thường lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để tiến hành nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, thờ trời đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Tục truyền đây còn là nơi vua Hùng thứ 6 lập đàn cầu trời ban cho người tài ra giúp nước đánh giặc Ân. Sau khi thánh gióng đánh tan giặc và bay về trời, vua Hùng cho lập đền thờ Vọng trên đỉnh núi. Về sau nhân dân đặt thêm bài vị vua Hùng vào thờ cúng. Đền Thượng có tên chữ là Kính Thiên Lĩnh Điện, tức là điện cầu trời, còn có tên là Cửu Trùng Tiên Điện, nghĩa là điện giữa 9 tầng mây. Trong đền Thượng có bức Đại Tự Đề Nam Việt Triệu Tổ, tổ khai sáng nước Việt Nam. Đền được làm kiểu chữ vương, kiến trúc đơn giản, kèo cầu, không có chạm trổ, được xây dựng qua 4 cấp khác nhau: nhà chuông, trống là cấp 1, đại bái cấp 2, tiền tế là cấp 3 và nhà hậu cung cấp 4. Bên phía tay trái đền có một cột đá thề, tương truyền do Thục Phán dựng lên khi được vua Hùng thứ 18 truyền ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất nước mà Hùng Vương trao lại và đời đời hương khói trông nom miếu Vũ họ Vương. Cột đá cao 1,3 m, rộng 0,3 m, hình vuông. Đến năm 1968, Ty Văn hóa Vĩnh Phú tôn tạo lên bệ như hiện nay. Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của vua Hùng thứ 6. Lăng mộ nằm ở phía đông đền Thượng, có vị trí đầu đội sơn, chân đạp thủy, mặt quay theo hướng đông nam. Xưa là mộ đất thời Tự Đức năm thứ 27, khoảng năm 1870 cho xây mộ dựng lăng. Thời Khải Định tháng 7 năm 1922 trùng tu lại. Lăng hình vuông, cột liền tường, có đao cong 8 góc tạo thành 2 tầng mái, tầng dưới 4 góc đắp 4 con rồng tư thế bò, tầng trên đắp rồng uốn ngược. Đỉnh lăng đắp hình quả ngọc theo tích Cửu Long Tranh Châu, mái đắp ngói ống cổ diêm, 3 phía đều đắp mặt hổ phù, 3 mặt tây đông nam đều có cửa vòm, 2 bên cửa đều đắp kỳ lân, xung quanh có tường bao quanh, trang trí hoa chất liệu bằng đá. Trong lăng mộ có mộ vua Hùng, mộ xây hình hộp chữ nhật dài 1,3 m, rộng 1,8 m, cao 1 m. Mộ có mái mui luyện. Phía trong lăng có bia đá ghi biểu chính lăng chính. Phía trên 3 mặt lăng đều có đề Hùng Vương Lăng, tức là lăng vua Hùng Vương.